Trước mặt các bạn đây đang là bao loại bánh đặc sản tại Việt Nam mà có thể bạn chưa bao giờ biết. Bao loại bánh này từ ngoại hình cho đến hương vị đều là những loại đặc sản cực kỳ thú vị tại đất nước hình chữ S chúng ta. Và cũng nhân ngày 20 tháng 10 chính là ngày quay clip này nên tôi sẽ là người phục vụ anh Chi đây. What region of cake you wanna eat? From the north, from the south, or from the middle? Huh? Anh cho em tí mặt mũi được không? Đừng nói tiếng Anh nữa. Ok. Thao ăn chặt bóng. Và món đầu tiên chúng tôi xin được phép phục vụ quý cô Chi đây, đó chính là bánh hạt dẻ đến từ đất nước Lào Cai. Bánh hạt dẻ Lào Cai là món ăn được rất nhiều du khách biết. Phía trên mỗi chiếc bánh đều rắc mè rang thơm phức, nhân bao gồm hạt dẻ nghiền nhuyễn hòa cùng chút bơ và chút đậu xanh. Vỏ được làm từ bột mì cán mỏng. Thưởng thức chiếc bánh này được nướng chín trên bếp tại phiên chợ vùng cao vào mỗi sáng, thực là một trải nghiệm khó quên. Hay quá, thật là vui quá. Bánh hạt dẻ Lào Cai thật sự là một trong những món bánh mà các bạn nên thử mỗi khi mà các bạn đi lên đến Sapa. Và các bạn nhìn xem từng chiếc bánh một. Không sao đâu thưa anh chị. Thăng hoàng ơ lộ. Hôm nay mình là phụ nữ. Mình chảnh chua kiwi lên ạ. Ok. Mùi gì ạ? Mùi thơm của bánh nướng, bột mì nướng. Và với chiếc bánh này thì nó sẽ đem đến cho chúng ta cái cảm giác ấm nóng. Mở ra, cái lớp bột mì bên ngoài thì nó dẻo, quẹo. Bên trong thì hạt dẻ được nghiền ra, nó còn thêm một chút đỗ xanh nữa và mè bên trên. Tất cả những cái thứ mà nó đem đến cảm giác ấm áp gia đình nhất tại đất nước Việt Nam này, nó được quyện chung vào bên trong một chiếc bánh. Hơn 100.000 là 10 cái. Tức là mỗi cái có 10.000. Đó, các bạn thấy không? Sản vật Việt Nam rất phong phú và rất rẻ. Tại sao chúng ta lại không thử nhỉ? Nào, xin mời. Ăn nó mềm. Nhân bên trong nó thơm, đậu xanh quyện với hạt dẻ. Nó ngậy lên, ngon lắm. Hẳn là phải rất ngon. Hẳn là anh Chi không thấy thích lắm thế nên vào tôi sẽ... xin phép quý cô Chi cho tôi được thử một chút được không? Vâng. Cái hương hạt dẻ nó thơm, nó bùi, bên trong nó quyện thêm cái hương đậu xanh ấy, nó ngậy như kiểu ăn thịt mỡ vậy, cắn nó mềm như cắn vào bơ và cái vỏ bên ngoài nó dai ấy, tạo nên cái cảm giác là ăn nó quánh lại, nó dẻo lại thế nhưng mà nó không bị dính răng. Nó không ngọt như mọi người nghĩ đâu nhá. Đúng. Ăn vào vị nó chỉ bùi bùi thơm thơm. Vỏ bên ngoài thì dai và dẻo, tạo nên cảm giác nhai cực kỳ lôi cuốn. Phải nói rằng hạt dẻ là một trong những signature, một trong những specialty dishes in Việt Nam. Mà một khi bạn đến Việt Nam là bạn phải thử hạt dẻ Lào Cai. Em tưởng madam người ta ăn cảnh phẻ thôi. Cảnh phẻ cũng phải hai miếng chứ ạ. Quá tam hai bảy. Kính thưa quý cô Chi, vậy là miền Bắc quý cô Chi đã thử xong đúng không ạ? Chấm điểm bao nhiêu ạ? 9/10 ạ. Vậy thì bây giờ quý cô Chi sẽ cùng với tôi đi vào miền Trung chứ hả? Vâng ạ. Và không, quý cô Chi đừng sờ vào. Nhưng cái này là để cho bậc tôi tới chúng tôi làm. Tháo hoang luôn. Tốn giấy lắm, lãng phí lắm, màu mè lắm. Khi bị gãy tay, các bác sĩ sẽ phải làm gì? Bó tay. Bó tay, đúng. Xin giới thiệu bánh bó Quảng Ngãi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với thông tin của bánh bó. Bánh bó là một trong những món đặc sản của Quảng Ngãi. Thực chất bánh bó là món ăn truyền thống của người dân xứ Quảng, thường được sử dụng vào các dịp Tết Trung Thu hoặc Tết Nguyên Đán. Chỉ những nguyên liệu bình thường như thơm, bí đao, gừng, dừa, cà rốt, bột nếp. Nhưng bánh bó đã đem lại sự yêu thích cho không chỉ người dân Quảng Ngãi mà còn đem lại sự vấn vương với những quý du khách đến thăm. Nghe qua những nguyên liệu này cảm tưởng như là nó rất là đá nhau. Chắc là nó cũng ngon thôi vì nó là đặc sản mà. Vậy thì không biết là người dân Quảng Ngãi chúng ta sẽ làm đặc sản này như thế nào. Và đây sẽ là độ dẻo của bánh bó. Rất chắc nha. Cảm tưởng như là chè lam tại khu vực là Đường Lâm Hà Nội chúng ta vậy. Nhưng mà thêm cà rốt. Và xin phép quý cô Chi cho tôi thử đọc trước. Mùi như mùi chè lam luôn. Màu vàng là rất là quyến rũ nha. Và đây nó rất dai và kết cấu nó như kiểu chè lam luôn. Ui, dài thế. Ui, dài lắm. Kết cấu texture nó khá là sơ. Ngửi mùi là mùi bột nếp, mùi gừng. Với cả mùi gừng nó tạo nên cảm giác khá là giống mùi chè lam. Nó giống cả. Hơi dai rồi. Nào.
Bánh bó là phải ăn cả miếng thì mới tận hưởng được. Không có, sorry madam. Để tôi ạ. Để dùng lưỡi ăn. Thôi được rồi, há há mồm ra để tôi phân bổ giúp cho. Tôi giàu chứ tôi có liền đâu. À, xin phép madam chi cho tôi thử một miếng được không? Cũng tự nhiên ạ. Mùi gừng rõ nha. Nó ăn như chè lam ấy. Cái này có mùi gừng hơn chè lam. Ngon lắm, ăn như mứt Tết ấy, nổ lóc bóc trong mồm. Ăn vào ngày Tết cực kỳ hợp. Chắc là thêm bình trà đấy. Ừ, thêm bình trà ăn này nhức nách luôn. Cảm giác không khác gì ăn chè lam ở ngoài này, nhưng mà nó ngọt hơn. Mà nó hương vị nó phong phú hơn. Nó rõ mùi gừng hơn. Ừ, hay nha, và dứa nó làm tạo nên cái màu vàng như thế này quá là đẹp. Nhìn thế này trẻ con sẽ rất thích mắc. Thật sự để mà nói ăn cái này rất ngon nhé. Và cái chủ điểm ngày hôm nay, những cái món bánh này nó đều đem đến một cái cảm giác thân thuộc. Đó chính là cảm giác ấm áp gia đình. Khá là hay. Và những món bánh này thì cực kỳ rẻ. 30.000. Một cái thanh dài như này. Ừ. Đấy là mua trên mạng chứ em nghĩ mua tận nơi nó còn làm tận nơi còn rẻ nữa. Và thậm chí bây giờ đi ra ngoài này ăn tây, ăn tàu, ăn burger, ăn các cái thứ bánh cái gì, đồng xu kéo chảy à? Kéo chảy. Ui. Tôi nói thật với anh quý cô chi, ăn nó như kiểu là tác động một cái lực vật lý vào mồm mình. Và Việt Nam chúng ta có rất rất nhiều những loại bánh ngon mà các bạn nên thử một lần trong đời. Nhiệm vụ của chúng tôi nhà hàng là Long Khoa Học này đó chính là đem đến cho các bạn thông tin về những loại bánh này để các bạn biết và hoàn toàn có thể đặt được ở trên mạng. Một khi còn có người nhắc tới những thức đặc sản này và còn có người cảm nhận được độ ngon của nó và truyền thừa cho thế hệ sau thì những món đặc sản này vẫn sẽ còn được kế thừa và phát huy. Ăn đến cuối cái vị nó như cái oản. Ừ. Ê, phong phú ghê ha. Được, Việt được. Nam mình ẩm thực phong phú lắm. Nó bao gồm nhiều tầng tầng lớp lớp của dư vị. Tức là cho vào miệng là một cảm nhận khác, nhai một cảm nhận khác, một nuốt xuống là một cảm nhận đúng, khác. Đúng. Quả là người giới trí giả. À, sau đây thì chúng ta sẽ vào nốt miền Nam. Vâng. Hoàng Anh Lộ. Đừng giật mình thưa quý cô chị. Cu này là tôi thuê bên Úc đấy. Đấy nhá, các bạn nhỏ là học tập phải chăm sóc phái nữ nhiều vào nhá. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đến với đặc sản thứ ba. Bánh tét Trà Cuôn là một loại bánh truyền thống của ba dân tộc người Hoa, người Kinh và người Khmer. Và các bạn có thể tìm thấy bánh tét này ở Trà Vinh. Màu sắc ở phía bên trên bánh tét này thì nó sẽ đem đến những cái màu sắc được làm từ những cái màu thực vật. Ví dụ như kiểu là màu tím thì đến từ hoa đậu biếc, màu xanh thì đến từ nếp và màu vàng thì đến từ nghệ, các thứ. Hoàn toàn an toàn đến sức khỏe của người tiêu dùng. Tên đầy đủ của cái bánh này là bánh tét ngũ sắc Trà Vinh. Bánh tét ngũ sắc Trà Vinh. Ừ. Và kính thưa quý cô chi, bây giờ chúng ta lại ngửi nhỉ? Mùi giống bánh trưng lắm. Đúng vậy, thì nó tương tự như bánh trưng thôi. Đấy. Nhưng mà mùi cảm giác nó không thơm cái mùi tiêu như bánh trưng đâu. Ờ, thịt ở trong này tôi thấy nó rất là dày và nó không có quá nhiều mỡ giống như kiểu là bánh trưng ở ta. Nhưng mà thật ra là những cái loại bánh này thì ăn nó vị nó cũng giống như bánh trưng thôi. Chẳng qua là nó màu sắc như thế này thì các bạn có thể là bày mâm, rồi thì các bạn có thể mời tiếp khách thì trông nó rất là ấn tượng đúng không ạ? Đúng. Nhìn rất hay, nó tạo nên một cuộc đời đa sắc màu. Úi dồi. Có trứng muối. Đúng vậy, có cả trứng muối bên trong bánh tét này nha thưa quý vị. Tôi đã cố tình che đi để cho quý cô chi không thấy. Vị trứng muối kết hợp với bánh tét sẽ như thế nào ạ? Nó lạ lắm, nó không giống bánh trưng đâu. Kiểu nó bùi hơn, nó ngọt hơn. Ăn cảm giác thịt của bánh trưng thì nó rất là mỡ, rất là kiểu là béo bùi, ngậy. Còn ăn cái này cảm giác như kiểu ăn cá hộp ấy nhỉ? Nhỉ? Thì heo ấy. Nó lạ hơn, nó lạ. Ăn ngọt ngọt, ăn vị như kiểu vị thịt quay. Nó cảm giác cái đậu xanh này nó không mềm nhỉ? Nhưng mà ngon nha, cái thịt bên trong này ngon hết, nó nhiều thịt, nó dày thịt thế. Ôi, xin lỗi thưa quý cô chi vì anh Hoàng Alone vừa mới chảy nước miếng. Ngon lắm Hoàng, ôi dồi ôi, ăn thế này thì mới gọi là sống trong đời, sống là cần có một bánh tẹt. Để làm gì em biết không? Đúng. Ngon thế. Nó cắn vào cái phần mỡ của nó không phải mỡ tẩm tiêu như bên mình. Ừ. Mà nó làm tẩm một cái gì nó giống như nước hàng kho thịt đấy. Ừ, đúng. Ăn nó ngon, nó có vị ngọt nhá, nó có vị chắc của thịt mà ăn vào cảm giác nó không bị ngấy. Ăn nó như kiểu là các bạn ăn bít tết vậy. Lúc đầu cứ tưởng nó sẽ giống hệt bánh trưng nhưng mà không phải nhỉ, nó khác hẳn luôn. Đúng.
Từ từ. Để tôi ạ. Nhà hàng mình phải không kênh nữa sao? Đúng vậy đó. Sao ạ? À? Cảm nhận sao? Chấm mấy điểm ạ? Này khoảng 8/10. Ừ. Nó hơi ngọt ấy. Ừ. Không, cái đấy là phong vị ở bên trong thì nó như thế. Nên ăn nguyên cái phần bột thì chị sẽ cảm thấy nó như thế nào ạ? Ồ, nó chưa chín. Ai ở đầu bếp ở bên mình vậy ạ? Chị Linh tử thần mà nó đã ngon như thế này rồi. Nếu mà ăn bánh tét mà chuẩn ấy, người Trà Vinh nấu thì ồ, nó phải ngon 10 lần. Đây là ba loại bánh mà các bạn nước ngoài một khi đến với Việt Nam thì bắt buộc là phải thử. Bởi vì sao? Tại vì không thử thì rất tiếc, rất phí luôn. Nó vừa đẹp về ngoại hình, nó vừa thơm và nó vừa mang đến cái dư vị ấm áp của gia đình. Ăn phát là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh rau muống và nhớ bánh tét Trà Vinh luôn. Tôi tưởng là canh rau má. Phải không? Mày chết rồi, canh rau muống, nhớ cà dầm tương. Cắt đi. Cảm ơn quý cô Chi đã tham dự số lần này của chúng tôi. Qua đây thì chúng tôi cũng chỉ muốn nhắn gửi thông điệp thông qua một cái clip nho nhỏ như thế này, đó chính là: thứ nhất, các bạn hãy thử một lần trong đời những món đặc sản tại Việt Nam để biết xem Việt Nam chúng ta giàu đẹp đến như thế nào. Và thứ hai là những món ăn này các bạn hoàn toàn có thể mua được trên mạng. Một khi còn có người biết đến và còn có người mua thì vẫn sẽ có những làng nghề truyền thống làm những loại bánh này để thương mại. Chúng tôi sẽ gắn link xuống bên dưới. Các bạn hãy click vào like, share, subscribe. Cảm ơn quý cô Chi đã tham dự vào số lần này. Chúng tôi rất biết ơn sự có mặt của quý cô Chi. Quý cô Chi cảm thấy sao với sự phục vụ chuyên nghiệp đến từ phía chúng tôi? Vời, 5 sao. Đúng. Tổng hóa đơn của quý cô Chi là 2 triệu. Em cũng nổi tiếng lắm ấy, nên là để em kêu gọi cho. Sẽ được trừ tiền. Chiết khấu. Các bạn nhớ like, share, subscribe cho kênh YouTube, Facebook Lâm Khoa Học và đón chờ các chuyên mục ẩm thực của Chi Bủ. Xin chào và hẹn gặp lại. Chắc nó cũng ngọt ngọt thôi, cùng xứ chung mà. Cùng xứ chung, nó nhạt hơn. Thật ra là tại vì là bán ở Hà Nội ấy cho nên... tại vì là bán ở Hà Nội cho nên người ta...